Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sau khi Isaac nhắc nhở Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi chủ nhân bài hit Người Tình Mùa Đông vì sự cố hát sai lời. Sau một thời gian dài theo đuổi sự nghiệp cover kiêm phá hit, Diệu Nhi lần đầu lên tiếng xin lỗi công chúng và chủ nhân bài hát vì hát sai lời. Vốn nổi tiếng là giọng hát vàng trong làng phá Việt, Diệu Nhi vừa tiếp tục thực hiện một bản cover ca khúc Người Tình Mùa Đông nhân chuyến đi Hàn Quốc. Ngay lập tức, Isaac xuất hiện để lại bình luận, nhắc nhở nữ diễn viên về việc hát sai lời. Hát thì phải tôn trọng nhạc sĩ, học thuộc lời em ơi. Không phải ai cũng dễ dãi với em như anh đâu. Do xuất thân từ ca sĩ nên Isaac luôn có sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Động thái của nam ca sĩ và Diệu Nhi đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sau vụ việc bị Isaac nhắc nhở công khai trên Instagram, Diệu Nhi nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Như Quỳnh, chân thành xin lỗi tác giả bài hát, xin lỗi chị Như Quỳnh, em không thể nhớ lời bài hát, nhưng thật sự thích bài hát này từ nhỏ tới lớn. Hãy cùng hát thật to theo Nhi nào các bạn ơi. Ngoài status xin lỗi nữ diễn viên còn chia sẻ lại đoạn video cover ca khúc Người Tình Mùa Đông đã đăng tải trước đó, thậm chí Diệu Nhi còn nhờ người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên Isaac chứng tỏ là nam ca sĩ gương mẫu. Cách đây không lâu, Diệu Nhi đã đăng tải đoạn đối thoại tin nhắn giữa mình và Isaac. Dù đang mải mê tán tỉnh nữ diễn viên, nhưng Isaac vẫn không quên nhắc nhở lỗi chính tả. Ủa chết qua nhà anh kèm lại cho chính tả nè. Cũng nhờ vậy, nhiều người còn phát hiện Isaac rất cẩn thận trong việc nhắn tin khi không chỉ viết đúng chính tả, mà nam ca sĩ còn tuân thủ các nguyên tắc về dấu câu. Diệu Nhi và Isaac hiện đang cùng hợp tác trong bộ phim Anh Tôi Vô Số Tội, phiên bản Việt được mua bản quyền từ Hàn Quốc. Trong quá trình cùng đóng phim, cả hai dần trở nên thân thiết từ hậu trường cho đến ngoài đời. Thậm chí Isaac từng bị lộ khoảnh khắc cười nghiêng ngả khi nghe Thánh phá hit Diệu Nhi cover Thời Thanh Xuân Sẽ Qua. Trong thời gian nghỉ ngơi khi đang quay hình, cũng từ đó Isaac bắt tay vào sự say mê, sự nầy nội của Diệu Nhi dù liên tục từ chối. Những màn tương tác của cả hai luôn thu hút sự chú ý. Hiện tại Diệu Nhi và Isaac đang tích cực tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh Anh Trai Yêu Quái sẽ công chiếu vào ngày 29 tháng 11 sắp tới theo lịch dự kiến. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.